Tưởng anh đi làm rồi. Làm gì? Có đi làm nhưng mà đèn qua đầu năm làm rơi mất bao nhiêu tiền. Ông chàng là rơi mất, đi làm ở đâu mà rơi tiền? Đi làm ở thợ ấy mà. Nhưng mà rơi tiền mà đi, sao đi làm không cất tiền ở nhà mà lại mang tiền đi làm gì mà để rơi? Ông có tiền để cho tôi dần nóng 5 triệu được không? 5 triệu nhưng mà đầu năm ai đi vay tiền? Ở chỉ mượn thôi. Tôi mượn với vay khác với nhau. Xong cuối tháng tôi lấy công tôi giả. Cuối tháng á? Không có, thật sự là có thì không phải là không có, nhưng mà đầu năm tôi kiêng không cho em mượn tiền đâu. Thì tôi chỉ ông gọi là đưa tạm thôi, đừng nói là cho vay cho việc gì đi. Đưa tạm thì bây giờ tôi còn vợ tôi, ví dụ bảo là đưa dần tối ông giả thì còn được, chứ còn che lấp được. Bây giờ vay tận cuối tháng thì không có đâu. Ông mà sợ vợ thế? Không phải là sợ vợ, bây giờ kinh tế là của hai vợ chồng, bây giờ cho ai vay như nào mình phải bảo là câu bây giờ mình không, nó không ở nhà bây giờ lúc mang tiếng lắm. Chỉ ông cứ ném phao cho tôi một lần cho nên là để cho tôi còn bơi được vào bờ cái gì. Ném phao bây giờ tôi thì không phải là không có sắt ở trong nhà mà vẫn có tiền ở nhà, nhưng mà vay là những người ta phải làm ăn chính đáng mình mới cho vay. Chứ tự ông cứ bảo ông vay tiền chả biết ông làm gì thì ai tôi dám cho vay. Được chưa, tối tôi giảm luôn được chưa, nắm tí vô xong tôi mang sang tôi trả luôn cho. Thế ông vay ông làm gì mà ông vay đến tối? Chứ ông để tối giải quyết việc cũng được mà. Thì nó phải vay không? Quá, ông đùa lại nhằng chứ nhỉ. Vay có mấy đồng bạc? Tôi thua thì tôi mới phải nhờ ông. À, thua thế là ông lại đánh bài bạc phải không? À, tôi chắc chắn ông đã đánh bài bạc rồi. Tôi đã nhắc ông bao lần rồi, vợ đã ghê gớm rồi lại cứ hay bài bạc. Nói không nghe. Tôi thì tôi chả sợ gì vợ đâu, như mình ông thì đã bao nhiêu lần rồi, vợ nó đã ghê gớm rồi, thì những cái việc gì mà vợ nó không thích thì né bớt nó ra, cứ cờ bạc rượu chè cái gì ông hay. Tôi thì vợ tôi thì tôi sợ gì, tôi chỉ lo là lộ thông tin là làng xóm láng giềng mọi người biết là tôi cờ bạc thì nó mang tiếng thôi, chứ còn tôi sợ là mất cái uy tín của mình thôi, hiểu không? Sắp không sợ rồi, về theo nó lại tán cho. Vợ tôi á? Tôi chỉ cần nói một câu thôi, im ngay. Đấy, còn cái tiền mà ông bảo ông vay để ông cờ bạc, tôi không cho vay đâu. Thôi ông xem, tôi không cho vay đâu. Ông xem vay hỏi ai vay ai vay, nhưng cờ bạc là tôi chịu. Đủ. Ơi! Có ai đi bên này không nhỉ? Không, không, không có đâu. Không có à? Không có đâu, hỏi tìm nhà khác xem. Thế này luôn đấy. Không biết là ông đi đâu rồi nhỉ? Cứ chạy quanh hàng xóm hỏi mấy nhà xem nào. Thế này luôn nhá. Có cái gì mà quậy quý ngon như thế? Về rồi còn đâu nữa? Nó về cả. Chả về thì sao hôm nay vợ gọi không ra luôn? Thì hơi đi là gọi. Sao hôm nay vợ gọi không ra luôn? Không, tôi bảo là ông đừng có nói chuyện là tôi bài bạc cái chứ cần. Thôi ông ấy nhá, tôi không có cho vay thì thôi, đừng có cái kiểu đó, tôi về đây. Biết ngay mà, tôi canh từ nửa buổi đến bây giờ nhá. Xong mở cửa ra đi vào hiên ngang cho bà hôm đi. Mà vẻ hé hé ở ngoài kiểu ý. Sao cái gối tôi lại thế này? Nó bận à? Để anh đi chặt cho. Công nhận lâu lâu không chặt nó trời ẩm ướt, nồm này nó cũng hôi đấy. Không phải đi giặt, gối thì vẫn sạch đưa đây.
Có mỗi người ông bẩn đấy. Phải ra mà giặt đi, mà tẩy đi. Sao cái gối nó lại như thế này? Hả? Chắc là lúc đúc cái loay vào thì nó quên khóa thế thôi chứ. Cái lõi này nhá, cái lúc tôi đúc tiền vào đây tôi kéo khóa đàng hoàng nhá, mấy triệu của tôi đâu? Em để tiền ở gối á? Mấy triệu kìa? Rõ là tối hôm qua trước khi đi ngủ tôi để 5 triệu vào đây, tôi kéo khóa vào, tôi gối đầu lên. Thế mặt đêm tôi mỏi, tôi quay trái quay phải kiểu gì nó tọc gối ra, bây giờ không lấy tiền mà nằm ngủ cùng nhé, chỉ có lão thôi. Tiền nong thì phải để cất vào tủ mà khóa nó lại chứ, cứ để ở gối gì nếu cái trẻ con đứa nào nó đến chơi vào cái gì đấy thì làm gì có chuyện đứa nào nó đến. Chỉ có lão ôm tiền đi bài bạc thôi nhá, chứ làm gì có đứa trẻ con nào nó to gan như lão dám lấy trộm tiền. Bây giờ nhé, lão có nói không? Tiền để đâu rồi? Lão có nói không? Lão có nói không? Lão có nói không? Nào, bài bạc nào. Lão có nói không? Tiền đâu? Hả? Mang đi đâu? Lão khai không? Hả? Tiền lão để đâu? Mồm. Ơ, vẫn còn không khai à? Hả? Nào, thế bây giờ lão không định nói tiếng người hả? Không định trả lời vợ tiền không? Lão có trả lời không? Đánh đi. Tao kêu thì người ta bảo tao sợ vợ à? Sợ vợ à? Anh ơi! Anh ơi! Ôi, hai vợ chồng ở nhà tất à? Ông kiểm tra xem là chó chết ở đâu mà tôi nghe thì nó kêu, nó kẹp cửa. Đây, tôi sáng mãi đi ấy, đi làm quên chặt cho nó ăn. Đấy, đúng rồi đấy, con chó này là chủ quên từ hôm qua chưa cho ăn. Ông ai hiếu chỉ mãi đi chơi thôi mà. Chẳng lấy cái gì mà cho nó ăn đi, để nó kêu điếc ở tai ra. Mà thật ra có phải do con chó này đâu mà ông không vấn đề điều chó nó đói, nó đòi ăn mà. Rồi ông cứ đi về thì có cái gì đâu. Nhưng mà nhớ là cho nó ăn thảo không, tôi nghe nó kêu tôi sốt ruột đấy. Trời, ông tôi về đây. Về nhá. Này, lại còn to mồm gần mà lên để quát vợ không? Chó này, để người này. Tôi hỏi lão, mấy triệu của tôi đâu? Hả? Chán làm chó rồi, muốn làm lợn phải không? Mấy triệu đâu? Chó có nhận không? Ông đứng lên, đứng lên ngay cho tôi. Anh ơi, anh ơi, tôi lại nghe lợn nhau, cũng không cho thì sao đấy? Nó kêu ầm lên. À, khổ quá. Xem ra, xem hai vợ chồng ra cứ ở trong nhà, xem ra cho nó ăn đi. Nhá. Ông cứ để nó đói. Ăn đi. Ra cho nó lợn ăn. Đừng cho. Ông cứ về đi. Muốn động tay động thủ với ông cũng không nên. Này, thông đồng với nhau trước phải không? Cứ vợ bắt đầu là cáu lên cán là bắt đầu là có người đến để bay. Bây giờ nhá, ông đứng lại đây. Mày đi lấy tiền của vợ này. Mày bài bạc này, mày thì lấy tiền của vợ này, mày thì vợ bài bạc này, mày thì giả vợ chó mèo này. Lão đứng lên đây, lão oai gì, hả? Oai cái gì, bỏ cái tay ra. Bây giờ nhá, tôi khẳng định 100% là mấy triệu đấy của tôi lão mang cờ bạc hết nhá. Bây giờ, biến ra khỏi nhà, cút ra khỏi nhà. Cả một tháng trời tôi đi làm, cút. Chị anh cũng chỉ muốn là kiếm tiền về cho vợ thôi mà. Kiếm tiền chả qua nó đen thì phải chịu thôi, đỏ thì quên đi. Trước mắt nhá, là tiền, là tài sản, sao là vợ con mang đi cắm mất đi. Tôi không có lại chồng nhôm hắn đi. Sao chó mày trứng trinh nhỉ, tao còn khổ hơn cả mày ấy. Mày còn được vợ tao tắm rửa kỹ cọ cho. Tao thì vắng nhà nó còn không gọi về ăn cơm ấy. Mày có biết không, con vợ tao nó còn
còn quý trọng mày hơn cả tao ấy. Chưa mà mày đi vắng, nó tìm hết nhà nọ đến nhà kia về nữa. Nó du ngủ, nó cho mày cơm ăn. Tao chỉ đi đâu thì nó mặc sát luôn. Cực kỳ kiếp sau tao làm chó cải, nhưng mà đỡ phải sống cái cuộc sống nhục còn hơn cả mày. Anh ơi. Phong à. Thế thì hôm qua xem mặt điên sao thế? Hôm qua đi nhậu về mà. Thế là nó tím hết mặt rồi không ạ? Đấy, đi nhậu về vui quá mà anh em uống nhiều quá chán về, ngã bập vào cái thành giường. Thế thì về đến nhà mới ngã. Đấy, tôi bảo ông rượu chè cờ bạc ít thôi, uống là về đến nhà nó mới ngấm mà nó mới ngã đấy. Nhưng mà đàn ông nó phải mạnh mẽ, nó phải biết rượu chè một tí cờ bạc một tẹo để mà còn. Thế tối nay uống được không? Thôi, tối nay tôi làm hết Tết. Làm hết Tết à? Tiện thể là làm vừa hết Tết vừa khai xuân luôn, nên là tối sang tôi uống rượu. Ở đây cho thì ông cứ ai đi tối thôi than. Có sao được không? Mặt mũi thế này liệu ổn không? Ôi, nó chỉ bị một tí ở ấy thôi mà. Sai dầu rồi, mặt uống rượu mà nó lại tan nhanh hơn đó. Chết vì rượu chè đấy. Bây giờ đúng ra ông không uống rượu có phải ông không bị tím mặt không? Từ bây giờ ấy, bỏ bớt rượu đi. Tôi nói ông nhiều lần rồi, cả cờ bạc nữa. Nó có phải tốt đẹp ở đâu mà cứ thích là thích thế nào nhỉ? Rượu ông thích, cờ bạc ông thích. Tôi thì thật sự là tôi cũng biết là cái đấy là cái xấu. Tôi cũng bỏ được một nửa rồi chứ. Rượu chè cờ bạc gái gú là tôi bỏ được một nửa rồi. Ông xem tôi chỉ uống rượu thôi, bỏ hết chè rồi không uống chè nha. Đó, trai gái thì chỉ có tôi với lại bạn gái thôi chứ còn con trai tôi mấy khi chơi đâu. Cờ bạc thì tôi có đánh cờ đâu, chỉ có thua vui có tí cái rượu mấy cái món cờ bạc thôi. Nhưng bỏ như ông ấy thì thằng nào cũng muốn bỏ. Nhưng mà nó hại người, ông hiểu chưa? Nó hại kinh tế nên là phải bỏ. Thế được chỗ. Tôi nói thật. Nốt cái đợt này mà tôi mà gỡ được 5 triệu này tôi giả cho vợ tôi cái thì tôi sẽ không bao giờ tôi chơi nữa. Ông nghĩ được thế thì mai đi làm trong một tháng là được có 5 triệu, chứ còn gỡ cái gì nữa. Tôi sợ ông không gỡ được nó còn mất thêm 50 triệu nữa ấy. Được rồi. Ông không phải dạy tôi. Tôi cũng biết rồi. Chỗ mình đen thật. Đánh bài bạc chả bao giờ được. Tôi nói thật với ông ấy, ông cứ còn cay cú kiểu ý, còn lâu mới bỏ được. Nó phải bớt cái cay cú đi mới bỏ được. Đấy, thế đi, tối cứ chủ động sắp xếp tầm 5 giờ sang thôi nhá. Để tôi còn sang bảo mấy anh em quanh quanh đây nhá. Gớm làm hết Tết muộn chết nhỉ. Bây giờ lại còn không nói là tiếng người nữa phải không? Bây giờ như này, bây giờ anh đánh phát ra xong để chưa kêu cái này vội đâu. Bây giờ anh để anh đánh phát ra ra thôi mà. Đánh này kêu á này thì nó biết ngay là mình vội quánh đấy. Anh phải nói thế đã. Ông còn không ông không dám kêu à? Thế thôi thì ông còn ông kêu cái gì kia? Ông kêu cái kiểu gì đấy anh mà cứ kêu kia để người ta biết là bị vợ đánh à? Bây giờ là em giặt tay thôi thì anh mới kêu kiểu không. Giờ em hỏi anh là anh còn không giờ anh còn không định nói tiếng người à? Bây giờ xong lúc không lại giờ lại thích kêu kiểu tiếng chó à?
Sao anh bảo là bây giờ tao kêu được kia để người ta biết là tao bị vợ đánh nhá? À, nào, chị cứ nói đi nhá. Ok. Kéo kêu được. Đâu? Không phải kêu giọng trong đâu. Luôn đi. Để mic đi. Đâu? Chị tao một cái nữa nhá, để xong rồi đừng có tao nhiều để không nó bằng tiền đấy. Mấy một cái để như kêu kêu bằng thôi. Ok. Tưởng anh làm rồi. Làm gì? Từ tối hôm qua còn sáng nhà còn chưa dám về nhà đây này. Đi. Ông chăm. Cần. Anh nói là sẽ tội rồi. Cho ai vay như nào mình phải bảo là câu bây giờ mình không, nó không ở nhà bây giờ. Lúc mang tiếng lắm. Chỉ đấy thì chính vì vợ chồng kinh tế chung thì tôi mới lắp vào cái khoảng trống tôi cầm của vợ nên là bây giờ không có ở nhà, không có vợ ở nhà, về nó hỏi tiền đâu bây giờ. Bảo cho vay thế là dằn dặt đầu năm lại cãi nhau mất hay ra. Nhưng anh Huy phải bảo anh giả luôn chứ mà. Có khi tối tôi ấy là tôi giả thì em mới nói là ông lại đánh bạc gì. Thì em ấy bắt đấy chứ. Ông bây giờ này. Ông vay ông phải làm những việc gì quan trọng ông nói tôi biết tôi có cho vay hay không nha. Em ấy tức quá bảo ông ngủ nhá nhả vay mấy triệu đánh bạc chứ mà cái em. Thế là nó độ là á nó ra đánh bạc gì đấy. Ok. Thì khổ lắm vậy. Cái tiền đấy là tôi lấy ở trong cái gối của vợ tôi, hiểu không? Thì tôi đi nó lại không mai nó rơi mất thì tôi phải mang về lớp ở đấy, vợ tôi phát hiện ra thì rơi mất thì bảo vợ là đi mang bị rơi mất thì làm sao có gì đâu. Chắc ông đã đánh bài bạc rồi. Tôi đã nhắc ông bao lần rồi, vợ đã ghê gớm rồi cứ hay bài bạc. Nói không nghe. Tôi thì tôi chả sợ gì vợ đâu, nhưng mà chẳng qua là muốn giữ cái hòa khí gia đình thôi ông vị. Hòa khí tôi giữ cái tiếng của tôi, nhưng giờ lộ ra những bảng mất mấy triệu thì làng xóm được cười chết. Vợ tôi sợ cái gì? Đấy, phải nhấn mạnh vào. Xong có cho vay không? Không, đi về rồi. Ok. Chỉ cần vợ chồng tôi gì đấy ông biết thì nó mà biết chị cũng chả vấn đề gì đâu, nó to tiếng tí người ta lại biết là tôi thua bạc về vợ chồng cãi nhau nó mang tiếng ra chứ ông. Cờ bạc tôi không cho vay đâu ông ấy hỏi. Tôi sợ làm tiếng thôi, làng xóm là dân làng thôi, chứ còn vợ tôi tuổi gì? Đấy, mình nhắn mẹ không sợ vợ để... Bây giờ chú phải nói luôn... Mà ông cũng tài chứ! Bình ngồi để còn thế nào? Vợ đã ghê gớm! Mẹ